Thánh Linh xin kính chào quý thính giả. Một số tin chính trong bản tin nhanh hôm nay gồm Đám đông giận dữ ném buôn vào vua Tây Ban Nha ở Valencia Đề xuất phân loại ca làm việc qua đêm đối với nhân viên chăm sóc vì chỉ trích là vô trách nhiệm Và Việt Nam truy tố cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu bí thư Lâm Đồng và cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị. Những người sống sót sau trận lũ lụt ở Tây Ban Nha đã ném bùn vào cặp đôi hoàng gia Tây Ban Nha, bày tỏ sự tức giận trước sự quản lý yếu kém của quốc gia này đối với thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong ký ức của những người còn sống. Lũ lụt đã giết chết hơn 200 người ở Tây Ban Nha. Hàng chục người vẫn còn đang mất tích và hàng ngàn người không còn nhà cửa hay bất kỳ đồ đạc nào. Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia đã đến thăm Pai Porta, nơi bị thảm họa tan phá ở Valencia, thế nhưng đã gặp phải sự giận dữ của người dân về những gì mà họ gọi là sự quản lý hỗn loạn. Các quan chức đã hộ tống cặp đôi hoàng gia và thủ tướng khỏi hiện trường, trong khi đám đông tức giận ném những lời lăng mạ, bùn và thậm chí là những hòn đá. Tại Úc, một đề xuất yêu cầu phân loại lại một số ca làm việc qua đêm đối với nhân viên chăm sóc và nhân viên cộng đồng, đã bị các công đoàn chỉ trích là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Các làm việc qua đêm thường phổ biến trong một số ngành chăm sóc, nơi nhân viên ngủ qua đêm trong thời gian làm việc tại nơi làm. Thế nhưng được yêu cầu có mặt ngay lập tức nếu có sự cố hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Hiện AI Group đang thúc đẩy để việc ngủ qua đêm, được coi là thời gian nghỉ giải lao không lương trong các ngành chăm sóc, với lý do là người sử dụng lao động không đủ khả năng chi trả thêm chi phí. Một phiên điều trần kéo dài 3 ngày về việc sử dụng ca làm việc qua đêm, đã bắt đầu tại ủy ban công bằng lao động vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11. Các công đoàn cảnh báo về khả năng xảy ra các ca làm việc kéo dài 28 giờ đồng hồ mà không có mức lương bồi thường nếu như đề xuất của AI Group được chấp thuận. Tổng trưởng thương mại Don Farrell cho hay, chuyến đi hai ngày của ông tới Thượng Hải là để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc. Lệnh cấm tôm hùm đá của Úc sẽ được Trung Quốc gỡ bỏ vào cuối năm nay sau khi đạt được thỏa thuận tại cuộc họp ASEAN ở Lào vào tháng 10. Ông Farrell nói rằng ông sẽ sử dụng chuyến thăm này để kêu gọi khôi phục hoàn toàn hoạt động thương mại song phương giữa hai quốc gia. Chuyến thăm của Tổng trưởng Don Farrell bao gồm cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào giữa bối cảnh hơn 260 công ty Úc tham gia triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là cuộc triển lãm thương mại nhập khẩu lớn nhất thế giới. Một số trường đại học ở New South Wales đã khai triển các chương trình an toàn dưới nước cho sinh viên quốc tế. Đại học New South Wales đã khai triển chương trình an toàn dưới nước để dạy cho sinh viên các kỹ thuật sơ cứu và bơi căn bản. Mùa hè năm ngoái, Royal Life Saving Australia đã ghi nhận 99 ca tử vong do đuối nước, tăng 10% so với một năm trước đó. Nghiên cứu cho thấy những người mới đến và sinh viên quốc tế có nguy cơ đuối nước cao hơn vì họ không quen thuộc với các bãi biển của Úc. Đại học New South Wales cũng đã phát triển một bộ công cụ cho các tổ chức khác để tổ chức các chương trình an toàn dưới nước tương tự cho sinh viên. Tin thế giới: Khi chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ, các ứng cử viên tổng thống đang đưa ra những lời thuyết phục cuối cùng từ các cử tri ở các tiểu bang chiến trường. Cho đến nay, ít nhất 75 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu qua hình thức bỏ phiếu sớm. Con số này là 48% tổng số người đã bỏ phiếu vào năm 2020. Lặp lại chiến thuật đã sử dụng vào năm 2020, ông Donald Trump liên tục tuyên bố một cách vô căn cứ rằng cuộc bầu cử năm 2024 đang bị đánh cắp khỏi ông. Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng để bác bỏ kết quả của bầu cử trong trường hợp ông Trump thua cuộc với các vụ kiện sớm cáo buộc gian lận. Trong khi đó, tại Michigan, Phó Tổng thống Kamala Harris đã yêu cầu những người theo đạo hãy đưa đức tin vào hành động bằng lá phiếu của họ. Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc đột kích trên bộ ở Syria để bắt giữ một người đàn ông mà họ cho là một điệp viên của Hezbollah. Mặc dù Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích ở Syria trong suốt cả năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ khai triển quân vào Syria trong năm nay. Cuộc đột kích diễn ra khi Israel leo thang cuộc ném bom ở Lebanon và tiếp tục một chiến dịch trên bộ ở phía nam đất nước. Bộ Y tế Lebanon cho biết Israel hiện đã giết chết gần 3.000 người kể từ tháng 10 năm ngoái, phần lớn trong số đó bị giết trong 6 tuần qua. Tin Việt Nam Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11, một loạt các cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Việt Nam đã bị đề nghị truy tố vì liên quan đến những sai phạm đất đai, bao gồm cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận. Cựu Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị Bộ Công an đề nghị truy tố cùng 9 người khác trong vụ án về đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh Lâm Đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 25.000 tỷ đồng và có tổng diện tích sử dụng đất lên tới gần 3,7 hectare. Trong khi đó, cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án Hạc Thành Tower ở tỉnh này. Có 11 bị can bị truy tố trong vụ án này, ngoài ông Trịnh Văn Chiến, cựu phó chủ tịch Thanh Hóa là Nguyễn Đình Xứng cũng bị truy tố cùng tội danh trong vụ án.